Chiều nay lên cho anh em một con thủ sắm nha anh em. Ba hậu rồng. Đâu có kèm cà lâm, đâu thúc gu luôn anh em. Chìm rất là đẹp luôn anh em nè. Đây. Đó, to giờ. Ừ, quá xa đã luôn nha anh em nha. Giờ là cũng là 6 giờ kém rồi nha anh em. Mới đi vào trưa thôi. Bữa giờ ở nhà mưa quá không có đi đánh được. Nay chiều nay xích chim đi nè anh em. Thôi là lên lên là đụng liền con thủ này nha anh em. Nè, cho anh em xem chim này. Đó. Con này mình sẽ điêu và rút cho nó số chừng là 163 nha anh em. Đó. Còn anh em mà muốn xem chi tiết clip mà chim nó đấu ra sao á thì về chờ mình đăng clip lên kênh cho anh em xem. Rồi. Con này mã số chân của nó là 163 nha anh em. Đây anh em nha. Đây. Mã số chân nó này. 163 nha. Anh em muốn xem mà chi tiết á thì về đợi mình up clip lên xem. Con này mình cắt cánh luôn tại rồi nha anh em. Để nó sỏi thì uổng lắm. Rồi. Cắt tạm một cánh nha thầy nha anh em. Mũi nhiều quá này mà, bữa nay mùa này mưa này, đi đánh mũi khó mà. Rồi, hẹn anh em xem clip nha. Mình ra cho trời tối rồi.
quá đã luôn em ơi. Một con thủ sấm nha anh em. Con này gáy ba hồng rồng luôn em ơi. Quá đã nha. Rồi bắt được rồi. Ồ, quá đẹp luôn. Thủ ba hậu rồng nha anh em. Quá là đẹp luôn nè. Kiểu kia nó xuống nó đấu rất là lâu nha anh em.